Cái bài này là ông có ý là chữa bệnh thôi. Thì có sáu người đi học, ông không có chuyện ngồi lại, thành ra chỉ để cái thái cực tên sư phụ tao đấy, tụi bay đến bên tay tụi bay thôi, không để cho thái cực về chủ môn nha. Đó, tức là có sáu ông học, ông không biết nhường cái chủ môn thỏa đăng cho sáu thằng này, thì sáu thằng này nó mới lấy tên thái cực và đặt cái tên sau lưng, tôn trọng sư phụ, nó không có quyền, giống như bây giờ là tôi là sư phụ là tôi không có quyền, không có chuyện nhân, thì anh học tôi anh cũng đâu có dám nói là tao là làm chút đâu, thì phải chút với tên anh. Để thôi thành ra sáu phái, mà sáu phái đó là sáu phái nó biến thành đến lộn họ, chỉ là họ dương nó khí, thành ra có lịch sử nó bị lịch sử, thành ra lịch sử chưa chắc là lịch sử gì, lúc nó theo cái phe nào nó biến sao. Lịch sử nhớ cái chữ lịch sử ngày xưa là theo cái triều đại, giống như triều đại nó thích thì nó biến vậy, không thích thì nó bỏ ra. Nên là đừng cái lịch sử của anh khi coi lại lịch sử thì coi lại cái thời đại nó chiều hướng nào, hướng thiện hay hướng ác, hay nó chiều theo hướng nào, và từ đó những lịch sử sẽ tiếp theo, chứ không phải lịch sử là chân chính đúng. Nhiều người hiểu vậy là sai, chỉ trong cái làng nghề đó nó mới truyền đạt, ví dụ trong ngành võ nó nói biết lịch sử kiến thức mới đúng, còn ngoài cái triều đại gì của vua chúa không thích cái này, nhưng không thích còn đạo Phật thì nó dẹp đạo Phật rồi, thì cái thời gian cái ông vua nó ra đời thì Phật, những kinh Phật coi như mất đi, mà nó viết coi như nó viết cái đó rất là ít, mà cái thời đại mà lấy lại thì ông đồng anh chết. Là khi nghiên cứu lịch sử nó bất phải cái nào đúng sai cái trộn cộng cộng từ mới ra, thì có thể cực kỳ học với nó vậy. Thái cực đó là lên cực cái điểm gì, nó lên cái đỉnh cao rồi nó qua cái thấp, tức là đặt, tức là tới biên giới là sụp xuống, giống là lên cái núi, giống như lên cái dốc, lên đỉnh cấp sụp xuống, tức là phương trình mình hai tòa mà thì thái cực mới vậy. Thái cực cái đỉnh cấp cực là có cái hình, có cái đầu, có một chiều dương về sống, có một chiều âm đảo lại, và khi nó đảo lại thì có cái tiếp tuyến anh nhớ cái phương trình độ ba, cái đường cộng nó đang lên cái parabol lên nhẹ, lên parabol xuống nhẹ. Nếu mà cái độ ba thì nó có cái chỗ cú qua, nếu không uống thì nó sẽ đi thẳng lại, hoặc đi xuống dưới luôn, hoặc đi bọt cái tên luôn. Mình uống thì từ đây nó dở mới vừa qua. Vì cái điểm đó là trong thi công nó gọi là điểm khí chuyển từ điểm A, điểm thấp qua điểm cao, có điểm khí qua cái đầu. Cái cuộc sống mình nó hình chữ hình anh thấy cái cuộc sống nó vậy, nó giải thích. Thấy không? Như cuộc sống thì thấy không? Điểm này là phương tiện bậc 3 không á. Nó chéo qua đây nó đảo thì muốn cái khí người ta phải đúng một cái đúng cái trường độ nào thì nó mới chui lên cái này, con thôi nó lại dòng xuống nha. Thì nó bị phá hoại của nó cắt lên cái giải khiến nó lên này. Nếu ở đây mà chỗ này mà không có đường cong tròn, hai cái đường cong nhỏ không gặp nhau thì khí đây nó bọc xuống anh cong lên xuống đây, còn nó qua được cái lên này thì nó liền thẳng. Chỉ chỗ này ông khí cong nó gọi là một cái điểm mà khí chuyển, thì thái cực nó sẽ hay đi tròn mấy cái điểm này, và khi những điểm này nó tròn thì khí nó đi từ dưới nó lên đến đầu rồi. Thì muốn đường tròn này phải dùng thái cực, cái này cái cực đại ở đây cực đại hai cái giao chuyển qua đây, đây cực đại đây nhỏ đây, đó là ý đó. Còn cái đó là cái lý thuyết, bây giờ còn thực hành là cái gì, khi động tác của anh phải trong đó không, không giống nhau. Ông ngoài tôi thấy tay vậy, nhưng tay tôi đang đè đâu biết đang đè là tôi đang dương, mà tôi thả nửa lăng vô mình đè đây là đè xuống đã. Hấp lên khác, thấy không? Thành ra khi tôi để dần tôi đè xuống cái khí của nó. Nếu mình đè xuống, nhưng mình để dần bóc lên. Nếu mình để khi bóc lên tức là nó bung đồ. Bung đồ dày là cái chân nó trụ xuống, nó luôn xuống đất. Còn ép xuống dày là cái chân nó hỏng lên. Nó để ý thì cái tư tưởng hiểu được chính xác thì thấy cái khí nó đi. Nếu để tay, cứ tưởng tượng tôi ấn vô thì giống như chống thì các bạn cái chân tôi mới hỏng lên. Còn nếu tôi phưng dậy lên á, thì cái chân tôi nó lún xuống cái bàn nó không có lại. Đó thành ra nó có thái cực, cái cực cái này cái cực hướng xuống dưới đất, tôi đẩy cái bàn xuống, cái hướng đó là hướng dưới, hướng trên là cái giống như cái hướng này là giống cực trái phải, hướng này lên cái đỉnh là xuống đất này, còn lên tới đỉnh lên tới trời thì nó có hai cái cực hai đầu, người ta cái thái cực cái thức đầu anh đang đập động vậy là anh nhón chân chứ không phải đè. Còn về lưng lên về là anh cầm xuống nó, thì cái thức một cái cực anh phải biết ngay bây giờ, thức một cái cực thường. Vì nếu mà học lâu rồi anh phải có cái sơ đồ,
cái sơ đồ cũng được. Nó quy định nè, cái chân tôi cái này của chung tôi nữa, anh phải làm cái sơ đồ cái chân của bạn, chân anh, chân tôi cho cái pin của bạn, chân của tôi khi muốn cho tôi đứng thì đứng ra, thì bước phước thứ hai khi tôi bước và thế nó ra cái vị trí số 2 này, thấy không? Cái chân sẽ quay vậy, mục đích để chi, để cho cái cột sống nó ổn định, chứ bước to bước nhỏ vị trí nó không ổn định. Thì cái này nếu mà ở nhà mình có cái phòng á thì mình phải làm cái mô hình. Thì anh cái này tôi làm, tôi cho học trò tôi làm. Khi ăn muốn là chỉ đưa cái bằng chân này thôi, nó in ra đi chắc hết, lấy dùng máy tính nó xử lý mà auto cắt hết rồi. Thì anh cứ phải đúng cái này thì thiếu nó gì là tự động, là khi mà đo được kích thước bằng chân thì nó sẽ có cái độ giãn, có độ giãn hết, nó tỷ lệ giống nhau, giống là hết tất cả một cái xương của người với cái bước chân nó có một cái tỷ lệ. Ví dụ giờ cái bước chân thường của tôi nó bằng 2 phần tư, nghe đủ tôi bước anh đo từ đầu này thì tương tự nó khoảng 2 phần tư. Cái khoảng giữa thì cuối chân tôi sẽ từ đây nó tới cái đầu chân kia, ví dụ như khoảng chân tôi cái dài vậy đấy, hai phần chân này, thấy không? Thì bước chân của con người thường tới đây hay vậy đó, ngày xưa giờ nó theo cái luật rồi, còn bước rộng thì nó giữ được cái trọng tâm, thì nó đang ra cái tốc độ 60-30 nè, 30 độ, không giờ rộng, còn đứng dậy á là giữa bước tròn người ta, kích thước này là mạnh nhất là bằng 4 bằng chân, nó có tỷ lệ không bao giờ tập. Và khi mà nó đứng 4 bằng chân dài, nó chung cho 4 bằng chân dài là cái tay tôi sẽ chắc chắn là cái góc là lực tụt xô mạnh nhất, là trong tâm giác đó, hình học nó gọi là đường giác học gọi là 3-4-5, nó có hình, hình 3-4-5. Và ngày xưa người Hoa, người Trung Quốc nó tìm ra cái bí mật đó, nó không cần biết toán học, nó chỉ biết 4 bằng chân thì đứng dậy thì cái tay dậy, giữa hai bàn chân thì nó lấy nó đo dậy thì hai bàn chân nó đúng dậy, dài là tôi cân bằng là cái chân của bạn, các bạn cái đoạn chân này tôi đo sẵn của anh sẽ có cái hình này, thì mới đầu học xong anh mới mua, mới làm cái đó, thấy không? Đó là nguyên tắc thứ nhất này, cái bàn chân thì ha, khi bước rộng là hai bàn chân, còn bước bình thường có một bàn chân thôi, bàn chân một chân. Đó là nguyên tắc để giữ cái mức năng lượng, cái khí trong người nó cân bằng nhá. Thì các bạn thức đầu tiên cũng vậy, chỉ trong khí thái cực nó có hai vấn đề, khí của chân, khí của tay, khí của cái cuộc sống. Thì em đứng dậy phải không, anh xung tóc, anh đứng hai bên sạc rồi đấy thì anh xung tóc, cái này là hai bên bằng nhau, tức là không có phân biệt không như. Nhưng bây giờ anh kiểu chân này thôi, chở nhẹ trên kia chân này đâu, tôi biết anh đâu biết, mà anh cũng biết không, nè anh giờ muốn dở chân này chắc chân này nó không trọng lượng, anh vẫn đứng song song với chân này, anh dồn vào trong đây chân này không, thì khi mình đứng mấy môn thái cực khác là nó đứng nó dở chân này lộ cái âm dương, khi bước ra không được lộ âm dương, chân nó đứng vậy, thì tôi dồn trọng tâm cái này thành dương, cái này thành âm, tôi buông cái này. Đó là cái chân sẵn vô cả hai âm dương bằng nhau, đó là cái cực thứ nhất của thái cực chân, vô cực nó là vô cực, bây giờ có cực kéo lại đó, còn người ta không được nhúng lên, dù anh xuống như vậy nhưng có cái tầng anh bằng như vậy, bên đây cái tầng để cái đầu ấy, anh không được rồi lên lên xuống đó, lôi lên xuống là mất khí liền, khí nó giống như bình nước đó, bình nước đưa ra đi vô phải nằm cái hoàn cảnh, cái đầu tôi đeo bằng cái đó, cái đầu cái thẳng đó, đó bước ra, bởi vì cái chân nó giữ cực, chân đang dẹp hai chân bằng nhau, bây giờ xuống hai chân cũng bằng nhau, dồn trọng tâm vào đây thì cái chân này nhẹ đưa ra, cái này là dương chân tâm đó, cái chân vừa đảo lại nếu đứng dậy dương đây không này đó, thì mình sẽ thấy nó nặng bên này, hồi hai bên nặng bằng nhau đó, phải cảm nhận cho được cái đó. Cái đó là cái khí của chân. Đó, bước ra. Trụ bên kia, dở thì người ta. Thì khi trụ bên kia là để chi vậy? Khi trụ bên này là máu huyết nó dồn qua những người, thấy không? Thì anh ví dụ người, anh thường thường trong người cái hệ thần kinh bên này, anh muốn hệ thần kinh bên này mạnh. Anh dở chỗ này, máu qua này, dở thì lại. Nó cũng chịu ảnh hưởng cái não anh bây giờ, cái khu bệnh bị này thì cái não này yếu. Thì anh phải dồn cái chân này.
vô này vô nó lại một giờ này đứng dậy cứ đứng này giờ này nó giữ lại nó đem xuống nghe không cứ phải cực thôi là có ý vậy đó. Nó đứng trụ xuống đây bây giờ dở hỏng cái chân kia mà trong ý mà thấy máu nó dồn nó thầm này này giờ ông đứng như căng ba giây mười người lại xả cứ làm như hồi máu chảy qua hai bên cho người thấy vậy bằng thức thứ nhất của Tương Lâm Phong đứng một chỗ xong là đỡ bệnh rồi tức là đạm trang tâm cứ đứng một chỗ đạm ngon biết được trên là hai tầng một thức thứ nhất của nó nghe không cái đó là cái tập duy một thức nó vậy à, được dụ như này giống như vợ này giống như tôi vợ toàn thì không cho ta biết mình vợ đâu mà sẽ thấy máu huyết nó chạy hai bên lên đi ngồi lên rồi xuống đó nhưng mà thấy có theo luật luật thái cực đó là nó căng xong rồi thấy thả xuống lưng rồi tức là nó cái giống như lên là cái căng này xuống cái điểm zero này nó hồng thì nó lúc anh căng là anh dở chuyện này lên xong thả chuyện nó bằng rồi mình đổi chuyện căng này thở thì bị nó hồng là khi nó chạy trong người chạy qua chỗ này tập đó thứ nhất là cái này để chỉ tôi thông khí chân lên trước khi con lên cho nó lên não cái não anh đang bị thiếu khí huyết ấy, thì bây giờ cái động tác này nó dồn khí từ cho cái chân nó biết nó lưu thông ở chân trước lúc qua này chạy qua này lúc càng dù là anh đứng dậy anh đứng xuống thấp vậy cả dở dừng trạng ba dài anh thả xuống lưng rồi anh lại thả dừng vài ba dài cứ vậy nó có âm dương dương hồ mà nếu trong người nó đau là phải là tôi biết là anh bị kẹt nó nhãn khí cho đó anh đứng hồi nó đau lưng là khí nó bị nhãn còn nó đau này nó lòi ra là cái đường khí lên tôi nói nó đau đau mình sẽ chữa đó thức thứ nhất thức đó là thức nó gọi là trạm trang cho đứng một chỗ tập nhưng mà thức đó là thức ban đầu của thái cực đó mà ở ngoài nó lại dở cái chân lên còn khí nó không phải cái mương pháp mình đang học là thái cực của võ đan chứ mà mình tôi vận dụng cái dương gia để tôi chỉ cho nó dễ học 24 thức của dương gia đó là thức thứ nhất đó có thể về tập khoảng 15-10 phút thức thứ hai nha cái dở lên vậy để qua hai đan dơ lên liền đi xuống cái trụ chân phải bước ra cái tay vừa ra là bằng gấp đôi nó bằng chân mình tới bằng chân một hai chân bằng cái độ xuống này mình làm theo sức của anh theo sức nếu anh thấy mỏi quá đừng xuống sau yeah. Mỗi nhưng mà phương pháp tập mỗi ngày mỗi tăng dần ví dụ trước anh xuống một phân nữa xuống hai ngày ba càng ngày càng lâu càng xuống tập càng lâu thì khí nó tăng yeah. Còn không được như cũ được nó gọi là phương pháp lũy tiến giống như bọn con chó con anh cứ bọc nó hoài hồi nó lớn hình nào không biết khí nó giống vậy thì mỗi ngày xuống chút như anh quy định tuần đầu nó xuống ba phần tuần sau xuống hai phần vậy thì ra cái thức thứ hai thì vừa ra cái tay cùng lúc này giờ là họ chuẩn bị thái cực rồi hai tay cứ đổ xuống thả lỏng đó tập vô thả xuống gần phút vô thả xuống cái này là quân bình âm dương cả tay cả chân quân mình khác luôn bằng nhau hết đó là vô cực nó không có cực gì hết hai thằng bằng nhau từ cái này chỉ là rõ tập chuẩn bị cái này chuẩn bị thái cực chuẩn bị bây giờ bắt đầu chuẩn bị rồi bắt đầu anh dở lại ấn xuống anh cứ đè nè đè hai thái của ta đi ra xuống một chép cái đè để đè sạc đè xuống miếng bụng miếng sao đấy cái bụng nó cứng lại cứ đè xuống với đầu đè là cho anh ví dụ như 100 gram gần ha rồi khi xuống vậy trở lên là nè xuống anh tưởng tượng là đè 100 gram lên lần thứ hai đè gấp đôi thì chậm gấp đôi rồi anh sẽ thấy nó nóng dần xuống trên tới cái đúng là thả ra liền nhả lên lần thứ ba nó nặng gấp ba và chậm gấp ba cái này là cho khí thông từ chân lên tại cái lúc đè mình thở ra hay là anh thở bình thường anh chỉ đứng
ít bằng mũi thở bằng miệng, nhưng mà anh chú tâm không phải là hơi thở, cái bụng nó sừng nó cứng anh để anh khi mẹ xuống bụng cứng cứng, anh lấy cái tay rờ anh lấy cái tay rờ bụng dưới rốn và thổi là cái thằng niệm anh em chú thấy nó sừng nó đẩy cái thằng này nó cứng vậy đó là cứng anh lấy nó tập chứ không lấy hơi thở họ kệ nó tại vì cái xuống nếu tôi chậm có thể thở năm sáu hơi kệ vẫn thở bình thường, anh thấy thở nó vẫn cứng bụng thả ra nhẹ. Cái đó là thở khí, không cho nó thở phổi. Mình luyện thang có phần bụng chứ không luyện thang có hơn cái phổi phổi. Càng đối ngoại nó điện phổi của mình. Bước ra ha, bây giờ đè xuống này. Anh dần dần cảm nhận. Anh lấy một tay để cho tay nó cứng, từ trên xuống. Anh thấy có thể thở ba hơi nó vẫn cứng. Thấy không nha, anh để nè. Anh để cái tay xuống này, từ dưới anh đẩy ra rồi. Đè mạnh thấy rồi, thấy không? Bụng nó cứ cứng rồi, thấy không? Cái bụng cứng là đẩy xuống, nó cứng lại, nó vẫn thở bình thường, thấy không? Nó không quan tâm cái hơi thở xuống dưới rồi thả ra, mình vẫn hít thở bình thường như vậy. Cái đó là thở khí, khí tức là cái đó nó không không khí nhưng nó có cái, nó là một cái gì đó ra chơi. Đó là mới gọi là thái cực khí thở, luyện cái bụng rồi nó thu hút khí từ đó vô qua cái đan điền này, cái hướng mà thấu đè xuống là nó làm căng ra là nó hút vô rồi. Cái đè tự nhiên thấy căng cái não nó không nó căng cứng ra ông đè mạnh cái cứng xuống dưới anh không đè không tưởng tượng được cái đè sao làm thấy nó mềm cái đó căng cứng mềm là thở nó gọi chữ thở chữ tiếng Trung không gọi là thở gọi là hấp khí hô hấp khí còn chữ hít thở phổi dưới là hô hấp khí hô xuống hấp nè ô là thả ra, hấp ô hấp ô nhưng mà nếu đi chậm có thể thở mà hai hơi không được mạnh, thành ra có thể một hơi thở hấp một cái hấp nó được ba bốn hơi thở, chứ không phải là hít vô là phình đập dần sẽ thấy, thứ đó là đưa khí từ bụng lên tay anh, đuôi vào năm thấp thức một là thông chân thức hai thông tay, cái thức thứ một của nó thôi đó, anh tập hồi nó nóng cổ mồ hôi à. Mà chu kỳ nó cứ 3, 1 là anh ngưng đó, lần 1 là 1 ký, lần 2 là 2 ký, mà chậm lần 2 lần 3 ký đồ lại trở lại 1 cái dạng lặp hoài khoảng 10 phút rồi bước ra bên trái xong bước qua bên phải như vậy cũng bước ra để 1, 2, 3 đập hồi thấy bụng nó nóng lên, cái đại khí bắt đầu nó chuyển động là cái bụng nó nóng nóng cái đầu khí nó lan, nó chuyển nó thông khí từ cái chân anh không lên đây chúng ta chạy lên đây qua để có đường khí từ chân lên đến đầu rồi nữa tôi sẽ đẩy lên đầu rồi thông cái chỗ bệnh mà khi tập nó chú tâm vào chứ quan tâm cái bụng nó phình ra nó cứng nó mềm đó cái cứng mềm là hô hấp khí á còn phổi tệ nè vẫn cứng hả thấy không nè đẹp mình thở ra nó vẫn cứng thấy không nó ghê vậy nó người ta luyện cái đó chứ mình luyện nó đỡ đẹp lâu rồi nó cứng hoài cứ thở bình thường coi những cái phần cái cứng ở dưới là một cái hành vi còn thở là phải lo để làm cứng bụng không làm cứng cả tự nhiên nó lên được bình đẳng mình thở đẹp đừng bao giờ để nó hồn đè xuống thở nhanh không được điều hòa hơi thở đặt tôi gọi là điều hòa hơi thở thở luôn đều không cần thở sâu thở nhẹ nhẹ nhưng để hơi thở nhẹ đều là đi đè xuống nhớ là khi vô đèn thì tập lượng nó một tốc độ một nhưng mà tổng lượng gấp hai chậm hơn tốc độ mạnh hơn gấp ba luôn luôn là tăng dần ba lần một chu kỳ thì tập được rồi dù anh quy định chừng ba cái là cùng độ tốc kia nó làm theo con đập cái hơi nóng cái bụng nó làm cái hơi bụng hơi thấy nó theo nên em nói hai giờ đó mà trong khi anh mình đi học thể thao nó mất sức cái này là tập tích là nó thải độc anh tập nó cũng đúng rồi anh nhớ được hai thức là gì đó hai thức rồi bây giờ tới cái thức mà nó bắt đầu tấn công với cái này thức thứ nhất là đứng dậy mấy đó là anh nhớ được ba thức rồi phải không đứng dậy chậm dở này dở cái dở giống như mình thấy khéo đứng cái đường vừa này dở có tới 10 phút ngưng cái này mới bước ra một chu kỳ là cái 10 phút hôm nay 10 phút đấy đó là anh cứ tập chia là tập khi nào thấy nó thể nó đổ mồ hôi lên nghỉ
phải đổ mồ hôi được nghỉ, chúng tôi thi ban cũng phải đổ, còn không đổ mồ hôi cũng được nghỉ nha. Bây giờ đoạn một cái đó là tôi đang dùng khí nó nén thì nó ép luôn cái ống nhỏ chỗ máu này, từ dưới chân đẩy lên, chạy giờ muốn lên đầu là máu thì muốn chân lên đầu hết mới đi. Đó là bài thứ hai. Bài thứ ba là chuẩn bị để cho cái đường nó lên, nó bắn cho đại diện đứng lại, không đứng cái chân đứng như vậy nha. Hai tay đang làm gì? Em dở cái chân phải vậy thôi. Tức là khi anh dở, anh nhớ dở nó bằng chân của người ta xem. Anh để chân ở phía trước này, tôi cùng chịu nha. Anh để chân vậy á, anh dở lên thở, đưa chân này xuống. Rồi bên này cũng vậy, đấy, giữ thăng bằng vậy. Giờ cái chân đưa cái bằng chân cho người ta coi chứ này nãy giờ vậy đó. Bây giờ vậy. Cái gì mà mỏi thì thôi. Cái này gì? Thông cái đường khí ở chỗ cái xương cùng đẩy nó đầu. Đẩy cái biết cái đầu luyện cho cái đường này nó vướng. Đó, tôi đọc. Ồ. À. Mục tiêu mà anh làm cái ba cái nữa mà tới người cặp mỏi thì thôi. Dần dần cái bài chụp, dần dần cái lực khí lên nó không. Cái bài thái cực là nó lại làm cho nó tạo cái hơi phình xẹp còn này để nó tập cái cơ ra, nó giãn lại để máu biết nó đi. Không còn cái chi nó bôn đớn mà cái ống máu nó không phình ra là thôi. Phải có tập luyện này để nó giãn lại. Cái giờ hồ nó cũng đang hôi, cơ nhẹ. Mỗi ngày của cao lên dần, nhẹ thôi, đứng nhẹ. Rồi động tác thứ hai của nó là anh đã xéo chấm dài con cuối là con đường anh này sẽ dài đó xong xong hai cái đó rồi anh bắt đầu cái thứ ba anh này để dài nửa lên nhà dòng xuống lại dịch hết mọi chân thẳng nhẹ nó chớp tự nhiên rồi và động tác mới để thông chân. Cái đi liền một cái bài nó đi liền nhau, vừa thái cực vừa dùng cái động tác cơ học để nó làm cơ nó mềm ra. Bài thứ hai rồi cái bài đó là cái bài chính để chữa bệnh, nhưng cái bài anh nắm được hai thuộc cho ghi chuyện đặt anh ghi cái đó là anh nhớ là bây giờ có con vở ghi là con tôi về anh có tập anh ghi lại anh nhớ cho nó nhiều bài anh quên. Xong rất mà có những cái bài chụp hỗ trợ cho nó sáng, nó dậy, nó sáng ngủ. Nhất là cái bài là số 1 bằng là bài 2 thái cực đứng một chỗ rồi thái cực bước ra đè và là đại khái vậy đó. À, bài V là đá chân hai bên, đá chân mở và đá chân chéo, chéo và rộng. À, B, còn bài 1 bữa đã học rồi, bài 1 là văn tài. Mồ hôi là mình nghỉ chút xíu. Ờ đó vậy đó, cứ vậy thôi, thoải mái lắm. Cái môn công kiến công này sướng nhất trong các ngành chữa bệnh đó. Đó là hồi anh lấy ghế ngồi chơi hồi nó ra. Đó ngồi cho nó là hai bài đang nhớ. Rồi bây giờ thì chỉ anh luôn những cách khi bệnh rảnh, khi ngồi rảnh là ngồi thở. Tập thở liền, tức là anh ngồi nhóm bữa đó. Mình hít vô cái bụng mình. Rồi anh giữ cái bụng luôn. Bây giờ anh đè đó, rồi anh thấy không? Ví dụ như anh đè nè, anh thấy làm phình nè. Đè đi. Nó làm phình, anh để mạnh cho nó bụng phình này. Rồi anh đứng thở bình thường, nào nó phình hoài, cái đó là khí đó, không phải là hơi thở, bụng phình nó đang lấy khí rồi, cứ thở đều, cái đè đang nằm, thở đều,
Rồi bây giờ không đè, không đè, tạm thời đè ở làm sàn. Đó, phải luyện hiểu vậy mới được. Đó là cái nếu họ để đè, cái thở đè là nó đang lấy khí từ đất vô đan điền. Rồi để nguyên không thì thở đè là nó sẽ làm nó xả độc trong bụng ra. Đã tà khí trong bụng đang kia thiên khí, tiên khí vô bụng, đó là cách thở nó. Nếu quen không dùng tay dùng ý. Quen rồi anh chỉ ngồi vậy. Quên là anh thở đều nó phình luôn. Rồi ngồi yên thở đều sẽ dần dần quen không dùng tay nữa. Cái đó là cách thở khí công của thở khí đó. Cái này là thở khí chứ không phải thở không khí, khác nhau. Giai đoạn 1 là dùng tay, giai đoạn 2 dùng ý. Tới khi ý là ngồi hai tay dịnh cổ thở, đi tập khí công thì ngồi thở vậy xong. Khi nó ráo ngồi xong. Tại vì mình dở quá phải dùng cái tay để tạo cái ý niệm nó căng cái bụng. Mà vẫn thở bình thường, thấy không? Cái hơi thở thở ra thở vô bụng vẫn căng. Còn anh hít vô phình bụng là nó không có xẹp vào xa. Hai cái thở đó khác nhau, cái đó là thở thở khí khác thở phổi. Mà thở khí mà nó mới chữa, nó mới giúp sức khỏe mình, còn thở phổi là mọi thế giới ai cũng thở rồi, thở cái đó làm gì? Thì cái phải mà khi mà mình dùng hai tay này mình giật đè xuống á, thì có phải cái này nó sẽ căng không? Nó căng. Nó căng. Ờ. Nó bị đúng. Ờ cũng ờ thế nó căng căng, nó căng luôn tới vai luôn. Để hai tay căng căng. Vừa sức thôi. Đó thì anh thấy cái bụng nó dí cứng luôn. Rồi anh cứ giữ cái anh vẫn đè giữ vậy, cái bụng nó cứng là cái thở đè. Vậy lúc đó cái nghĩa là mình dùng lực giữa hai tay. Thì nó ra đây, tức là khí nó đang phóng ra đó. Thành ra nửa mấy người ta quánh á, ta căng bụng nó quánh. Còn mình nó mới lộn. Mình cứ làm khí để chịu bệnh thôi. Đó, thành ra cái người thấy mấy cái ông ngày xưa thì anh tới gần để là đụng văn nó ra dùng nó ở dưới phình cứng bụng để vô cái là cái khí nó đang cái này anh mới đầu là anh phải dùng lực anh ém vô nữa anh để vậy anh chỉ phình bụng là nó đẩy xuống vậy này rất là mạnh nó thành cái phản xạ anh đang để vậy phình bụng nó hất liền cái này tôi đang để xuống là cái tay để xuống để cái tay xuống và cái tay để phình bụng là cái đè xuống nữa có thức nữa nó có ba tám hướng ra vô đè hất băng ôm thì mới một chiêu thôi đó thì em một chiêu đang đè xuống rồi chiêu ngược là hất lên để mà hất lên đó là mở rộng ra rồi thức là thức thứ nhất ha thức thứ hai là dưới hất để về mình nâng lên thức thứ ba để gì là trong đẩy ra ý trong ý của mình là mình đang nâng lên nè nó cũng cứng nè, nâng lên đây thấy không? Cũng thở đè ngừng đó là chiêu thứ hai, cũng là thở luôn chiêu thứ ba nè xô ra thở xô, thở nghe không? Cũng căng thở đè đó. Chiêu thứ tư để vậy, anh kéo tay vô đó cũng cứng nè ngừng đó là bốn phương là còn cái thức thứ ba ôm vô tức là ôm vô vậy để hai cái cổ tay vô không cần ngồi đó là cũng ngừng thở rồi vẫn là thấy là đó, ngừng đó thấy được sáu chiều tức là cái lối thở anh làm dùng mọi cách chứ không bắt buộc lúc nào cũng vậy ví dụ làm này chừng ba lần rồi làm này ba lần rồi là có nhiều cách tập để đỡ chán nhưng mà được dùng đan điền ha, thấy không? Nâng cũng giữ cứng như thở ba hơi, anh thấy cuối cùng nó cũng rồi ôm vô ba hơi, đẩy ra ba hơi, luôn luôn cái âm dương hệ ở trên đè xuống thì dưới phải đè lên cũng bằng nhau, ôm vô đẩy ra bằng nhau, đẩy trước kéo sau bằng nhau, cái đó là được ba trục y ba trục x trục y trục z ba trục khí ba trục mà khí trong người mình nó có ba hướng là không phải một hướng tập ba hướng thì khí ở bụng nó phùng ra bằng ba chiều thì khí mới đúng thành ở ngoài thất cực nó luyện ba chiều đè trên xuống là thiếu rồi thiếu sáu chiều năm chiều nào ngồi cái người khỏe ra tại vì có khí nó mỗi một chiều nó đi theo cái hướng khác khí nó đẩy máu gì không khác đè vậy khí nó khác đẩy về khí nó lên đè về khí xuống banh về là khí nó ôm được phần rồi đó anh sẽ thấy
trong người nó có những cái đường nó đi nó thông hết mấy chân lạc. Đó là bài thở, là bài thứ ba là bài thở. Khi người ngồi không ngồi chơi, ngồi uống cà phê tập cũng được. Nửa quen rồi anh vô không có dùng tay, dùng ý hết. Đè xuống, thả ra, nghĩ đè xuống là phình đó. Thả, để anh nghĩ đẩy lên cũng phình thả, thấy không? Rồi nửa anh dậy đẩy vô phình thả, đẩy ra phình thả, để nửa thì ai quấn anh phình nữa vậy. Cái đó không nói, nhưng mà cái đó nó là thông ít chứ mà ba sáu hướng ba hướng, cái đó gọi là nội công, khí công, công. Không có gồng, anh thấy nhẹ lắm. Nội công nội công phải gồng lên, còn mình không gồng để tự nhiên mà nó mạnh lắm, tự nhiên anh thấy không? Anh đợi ngón tay luôn này, thấy không? Mà sao tôi đâu có tôi biết đất cũng được, tôi dùng khí mà, thấy không? Hai ngón tay mà tôi không có mệt, tôi dùng bụng không, bình bụng thở bụng không lắm. Mình khí nghiêm lắm, nhưng mà học mình học giỏi cũng vấn lộn, chứ mình sướng hơn, mình nó ngu gây hù hóa người ta, tập cho khỏe sống lâu khỏi bệnh sướng rồi, chúng ta không có gì hạnh phúc bằng cái đó. Như đánh người ta thầy này là 70 tuổi rồi, 70 tuổi nó tập vậy đó, chỉ nữa nó bằng tay dài khác, dài khác, dài khác, mạnh mạnh lắm. Bởi vì cái khi con người nghĩ cái gì mà xúc bằng cái đó, tôi nghĩ nhìn cái này tôi xúc năng lượng bằng này, thấy không? Thành ra khi trước khi làm gì tôi muốn nó ra bằng, để cái lượng nó ra bằng, mà tôi không lực mềm mại nè, tôi có cái cơ bắp tôi có nhiều, tôi cái thằng luật sĩ sáng mềm nhẹ mới sao cho hít hết được, mấy thằng kia bự thì chưa chắc hết được, mày có bự con kệ mày hít đi, không dám đâu, gãy liền, gãy nhăn ngay liền, chỗ này đâu có cơ nên mà chịu cái mấy kilo chứ không nè. Dùng khí. Khí không à? Thì nó giống như cái tay tôi nè. Tôi ngồi tôi tập vậy thôi. Vậy đó. Nó mạnh lắm. Để chịu được. Cái đó là nội kính nhất chị thiền. Thấy không? Này nội kính nhất thiền nó đứng tập. Đó. 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 Chị vậy đó. Vậy rồi. Hết tập rồi. Đi cá bụng không á? Là cái tay tôi được đã đè xong. Đó là cái chỗ này của mình đấy là mình cái chỗ này là cái khí anh nằm ngay cái mảng tai đó, nó bị ngay đây nè, bị tắc chỗ này, tắc chỗ này xè ra ba đường, một đường trên đường má đường xuống vậy. Yeah. Nói về khí của anh gì thì sáng thì mình có thể massage, massage thì nó bên ngoài thôi, thì cái bài tôi chỉ anh là bài này nó mới khí nó dồn. Thì cái này tại vì anh chưa học khí công, anh chưa giỏi khí, tôi không chỉ vận được. Thì tôi mở đường, tôi làm cho cái mấy cái cơ bắp nó mềm trước đó nè. Sau mấy bài thái cực nó đẩy khí lên tới đó, đẩy lên mặt hồng lên, tôi qua cho làm cái đẩy khí mặt. Đó, anh chưa làm được cái đó, đẩy cái đó là không cái đó hết liền. Tôi đưa máu lên, tóc đi hết liền. Mẹ anh chưa có tài, thế nên tôi phải tập chế cái gì để nó chống tôi. Thì tôi đưa lên dạy là chỗ này nó hết liền rồi. Còn anh đứng có thấy tôi làm 5 giây lên liền, mà tôi làm 100 cái là nó hết liền cái bạn liền. Tức là tôi đưa đẩy máu tôi nó phình cái mạch máu lên tu quá. Và đẩy chưa được. Tại anh có tập luyện. Đường thì nếu anh tập đường cái anh vận như tôi thế này, nó tê hết liền, thông đổ máu, cục máu nó nở to liền, đi qua hết. Còn người khác nở vậy bể của mình chắc đó. Nó bị thường nó bị giật nhiều nhất là cái lúc nó nằm buổi tối trước khi ngủ. Thì bây giờ thì bị giật nhiều. Lắc thôi tôi chỉ anh là khi tối á, anh nằm mà lắc cái đầu bên trái mỗi bên 7 cái nè, để qua cái thả, để bên trái thả 7 cái, đẩy cái cổ mình có 7 đốt xương. Yeah. 7 đốt xương nó có 6 cái đĩa đệm. Thì máu muốn lên cái đầu anh phải qua 7 độ đó. Tại đó tối anh nằm nó yên chỗ, mắt cái cổ trong cuộc cửa thành nó anh bị. Thành trước khi ngủ anh phải đi qua dừng lại cho nó tầm. Rồi thức dậy cũng đi qua lại mới được ngồi dậy. Anh thức dậy cũng bị ngồi từ từ thôi. Khi nào anh lắc hồi mắt nó sáng ra mới được ngồi dậy. Còn trước khi ngủ anh lắc khi nào nó cứ lắc hồi nó buồn ngủ tiếp luôn. Thì nó sẽ bớt. Cái đó là tạm thời chữa trị.
còn lửa nó hết là hết luôn, tại mình không cách đẩy can đắng này qua nên khi anh nằm yên đó, thì cái cổ của cửa thì mình phải lo là thì món nó qua cái đĩa đệm đi lên 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 cái chỗ đầu mình nó mới lan ra, nó nhẹ nó bớt dịch đó, anh cứ lắc từ từ á, thấy không, anh lắc cái lúc nó cứng thì lắc là mình cảm giác là mình đè nó qua một cái đó, đó. Là cho mình... mà lắc bình thường qua nè, đè qua đó, thấy anh nó có cái lực vậy, thấy không, mình khiến nó mới lên, nó mới chạy lên lên lên, thấy không, tăng mạnh bao nhiêu cái lên nó dừng mạnh nữa, tăng cái lên nhiều, thấy không,